Dạ, Ngọc Lâm xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn gần xa ạ. Dạ, chúc tất cả quý cô chú anh chị và các bạn gần xa luôn vui khỏe, bình an và hạnh phúc nha. Thì hôm nay Ngọc Lâm làm cái video này muốn chia sẻ một thông tin về em Thạnh. Em Thạnh là em Thạnh Suy Thận đó cả nhà, là đang được anh Khương Dừa giúp đỡ lâu nay đó. Thì cũng từ kênh của anh Khương Dừa mà cách đây 2 năm trước thì Ngọc Lâm cũng có biết tới câu chuyện của Thạnh và cũng có liên hệ được với Thạnh, và hai anh em có kết bạn làm quen, nói chuyện, sau đó là bây giờ hai anh em nói chuyện trong cả 2 năm nay á, cho nên cũng rất là thân. Có những lúc vui buồn gì á, hay là rảnh rỗi thì hai anh em lại hay gọi điện này, nhắn tin Zalo hoặc là gọi Zalo để trò chuyện với nhau. Ngọc Lâm cũng thường xuyên gọi cho Thạnh thỉnh thoảng cuối tuần á, những ngày Thạnh không đi chạy đi Thạnh á, thì Ngọc Lâm lại gọi cho Thạnh để mà chia sẻ, nói chuyện với Thạnh, động viên Thạnh, cho Thạnh có một cái người bạn để chia sẻ tâm sự á. Thì Thạnh như bây giờ vẫn đang đi chạy Thạnh và đang chờ xem là coi có cô chú anh chị nào để mà hiến Thạnh á, thì có cơ hội thì Thạnh sẽ ghép Thạnh đó, và đang trong tương lai đang chờ. Thì Ngọc Lâm cách đây 2 năm trước Ngọc Lâm đã tới nhà thăm Thạnh một lần cùng với vợ và mẹ của Ngọc Lâm. Thì lúc đó mới biết được cái nhà của Thạnh đang ở, đúng là ở với nhà của chú, và căn nhà thì nó cũng ẩm thấp và nó cũng hay bị dột mưa đó cả nhà, cho nên là thời gian vừa rồi cũng vậy, Thạnh cũng hay gọi điện cho Ngọc Lâm nói chuyện là mùa mưa tới á, thì cái nhà nó hay bị dột ẩm, nhiều lúc Thạnh phải lấy cái miếng vải áo mưa đó để che đấy, cho nên là cũng rất là thương Thạnh, mà cũng không biết giúp như thế nào. Mà chỗ Ngọc Lâm qua Thạnh thì cũng đi lại cũng bất tiện đó, Ngọc Lâm ngồi xe lăn mà mỗi lần đi lại thì cũng bất tiện, cho nên cũng không có thời gian mà qua thăm Thạnh nhiều được. Chỉ có hai anh em hay gọi điện chia sẻ động viên nhau trong cuộc sống, cùng vươn lên sống lạc quan thôi đấy. Cho nên là mới hôm qua, cách đây mấy hôm á, thì Ngọc Lâm có xem được cái thông tin ở trên kênh anh Khương Dừa, là kênh anh Khương Dừa nói là sẽ cho sửa nhà cho Thạnh đó. Sau đó Ngọc Lâm cũng có gọi lại cho Thạnh hỏi, thì đúng là anh Khương Dừa đang cho tiến hành sửa cái nhà mới lại cho Thạnh cho nó sạch đẹp. Thứ nhất là đóng lại lau phong, làm toilet, rồi sơn, rồi thay cửa, rồi làm như Thạnh một cái phòng riêng đó. Thì Ngọc Lâm nghe cái thông tin của em Thạnh được sửa nhà như vậy thì Ngọc Lâm rất là vui, mừng cho em. Tại vì em Thạnh thì đã bị bệnh như vậy đó, nên cái môi trường sống đó, nó phải được trong sạch đó, sạch sẽ một chút. Tại vì em đi chạy Thạnh mà mỗi lần nó cái ống mà đâm vô tay để mà truyền máu đó cả nhà, hay mình đi chạy Thạnh đấy, là nó dễ bị viêm nhiễm lắm. Mà nếu mà mình ở môi trường mà dơ đó, mà không sạch sẽ thì nó dễ bị nhiễm trùng, nó rất là nguy hiểm đó. Thì cũng mừng là lần này anh Khương Dừa cùng các mạnh thường quân đang tiến hành sửa cái nhà cho Thạnh mới lại hoàn toàn. Thì chắc trong vòng khoảng 10 ngày tới nửa tháng là Thạnh sẽ có nhà mới để ở và có thể đón Noel, Tết trong một cái nhà mới ấm cúng, sạch đẹp đó. Thì Ngọc Lâm hôm nay nghe được thông tin và cũng muốn chia sẻ một chút là chúc mừng em Thạnh là sẽ có nhà mới để ở, và cũng cảm ơn tấm lòng của anh Khương Dừa luôn theo dõi, đồng hành và giúp đỡ cho Thạnh, cùng tất cả quý cô chú anh chị em mạnh thường quân đã luôn giúp đỡ cho Thạnh. Ngọc Lâm cũng xem Thạnh như là một người em đó, luôn luôn đồng hành, theo dõi và chia sẻ tâm sự cùng Thạnh. Mong cho Thạnh luôn được khỏe mạnh, bình an, và mong cho Thạnh là sớm có được cô chú anh chị nào đó hiến Thạnh để mà Thạnh có thể hợp được và sớm được ghép Thạnh, để cho Thạnh trở lại cái cuộc sống bình thường để vươn lên trong cuộc sống, sống tốt hơn. Dạ, thì hôm nay Ngọc Lâm cũng xin được chia sẻ một chút như thế về Thạnh. Rất là cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn gần xa đã luôn theo dõi video và đồng hành cùng Ngọc Lâm nha. Mong là mọi người sẽ yêu thương, đăng ký kênh ủng hộ cho Ngọc Lâm nhé. Dạ, Ngọc Lâm xin được phép dừng video tại đây ạ. Xin chào tạm biệt ạ. Bye bye cả nhà.